天地的一个赵汤进步了。一个弟弟这么看起来整个一个人一个玩具有转身他扯开柳哥我是不服当你张哥帮忙的để mở đường thông các chuyến xe qua tiến vào chiến trường. Sự hy sinh của các cô gái ấy đã góp phần làm nên đại thắng vẻ vang của dân tộc và thế hệ sau sẽ luôn tự hào về con người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Tình yêu đất nước chính là động lực cho thế hệ trẻ vững vàng, tự tin xây dựng và bảo vệ quê hương, tổ quốc. Khát vọng của tuổi trẻ là được chung tay xây ngày mới theo lời mời gọi của quê hương đất nước. Khát vọng tuổi trẻ là khơi dậy sức thanh xuân, giàu ước mơ và sáng tạo của lớp lớp thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày hôm nay. Xin kính mời quý đại biểu, quý ban giám khảo, các thầy cô cùng thưởng thức tiết mục nhảy mắt sắc cô gái mở đường, một vòng Việt Nam và khát vọng tuổi trẻ đến từ trường Trung học phổ thông Kim Đồng. Xin chào đón sân khấu. Thank you.
Chiến đấu.